心，浮沉中生死无际，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。夫君，夫君，夫君，夫君，nghe nói chàng quay về rồi, ta đặc biệt đến thiện phòng làm cho chàng mấy món cơm canh. Đa tạ phu nhân. Đây là áo choàng mà ta chính tay may cho chàng. Dùng chiếc áo này để tẩy trần cho phu quân. Để nàng phải vất vả rồi. Nô tỳ xin cáo lui. Ta về quá muộn, sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi nên không đến gặp nàng. Phu quân, chúng ta là phu thê lâu như vậy rồi, lúc nào cũng xa nhau thì nhiều mà bên nhau lại ít. Sang đồng ngu muội không biết là thiếp hầu hạ phu quân không chu đáo, thiếp chỉ muốn cùng phu quân giống như những đôi phu thê bình thường khác. Nhưng tại sao chàng cứ luôn xa lánh thiếp? Nàng đừng nghĩ nhiều. Thật ra ta, chàng không cần phải giải thích, nghe thiếp nói hết đã. Chàng luôn không chịu gần gũi thiếp là vì thiếp có chỗ nào làm không tốt sao? Nàng nghĩ nhiều rồi, nàng làm rất tốt. Các tướng sĩ cũng thường khen ngợi phu nhân là người hiền diệu, chỉ là cho dù là phu thê bình thường cũng nên tương kính như tân thì hơn. Thiếp không muốn cùng phu quân chỉ tương kính như tân. Trong kinh thi có nói phu thê hòa hợp như đàn cầm với đàn sắt. Nhưng tại sao chàng và thiếp luôn là mỗi người một nơi? Lạnh nhạt với phu nhân là lỗi của tú. Thật ra mỗi ngày việc quân cơ nhiều như núi, tú thường thương thảo chiến sự với các tướng sĩ hay quên mất thời giờ. Mong phu nhân tha thứ. Phu quân khách khí rồi. Chàng bận rộn việc quân, Sang Đồng còn ở đây làm phiền chàng thật là không nên. Nhưng mà thật sự thiếp chỉ muốn hỏi chàng một câu, có phải là vì Âm tỷ tỷ không? Sang Đồng làm phiền rồi, thiếp xin cáo lui. Phu quân hãy chú ý sức khỏe. Các tướng sĩ đang nhìn vào phu quân đó. Phu quân, nếu như nhớ nhung Âm tỷ tỷ thì hãy đón tỷ ấy đến Hàm Đan, thiếp sẽ lấy lễ để đối đãi với tỷ ấy, không cần phải cảm thấy không tiện. Muội muội, nửa đêm rồi mà muội không ở bên muội phu, ngược lại lại nhớ đến người ca ca bị lãng quên cả ngàn năm ấy. Ca ca có biết Âm Lệ Hoa không?
Quả nhiên là Quynh biết hết. Quynh cùng mẫu thân và cậu đều giống nhau cả, thông đồng với nhau để lừa gạt muội. Muội muội xin đừng giận. Dù sao thì muội cũng đã thay thế được cô ta, trở thành chính thức của Tiêu Vương rồi. Muội quan tâm đến năm lễ qua để làm gì? Quynh thì hiểu cái gì? Cái muội cần là trái tim của Tiêu Vương. Muội muốn trong mắt chàng chỉ có một mình muội. Muội đường đường lại là đại tiểu thư nhà họ Quá, trong mắt muội không thể chứa nổi một hạt cát. Nhưng bây giờ âm đệ qua bị canh thủy hoàng đế giam lỏng, có còn sống mà về được không nữa chưa rõ, sao muội muội lại phải lo lắng chuyện không đâu này chứ? Lo chuyện không đâu, ca ca, huynh có biết, mỗi ngày muội gặp Tiêu Vương, từ ánh mắt chàng đều thấy được bóng dáng của một người khác. Huynh bảo muội làm sao mà ăn ngon ngủ yên đây? Muội muốn huynh giúp muội thăm dò tin tức của âm lệ hoa, đem nhất cử nhất động của cô ta nói cho muội biết. Muội muội, huynh có chịu giúp muội không? Được, ai bảo muội là muội muội cô ta chứ? Bây giờ ta sẽ đi ngay. Đồng Mã Quân có mấy mươi dặm binh mã, tại Bắc Bình Thanh Dương nhiễu loạn bách tính, bọn chúng tác chiến đã lâu, thế lực rất lớn. Đám người Dương Bá Vô Kỵ có mấy ngàn người được phái đi, Bắc Bình đã bị vây đang cầu Tăng Viện. Cảnh Yểm, ngươi soái lĩnh kỵ binh tinh nhuệ làm tiên phong hành quân ngày lẫn đêm, đến chi viện ta đích thân dẫn quân tấn công vào phía nam của đám thổ phỉ Đồng Mã. Dân Lưu Tú áp dụng chiến thuật kiên trì tự thủ, Đồng Mã Quân số người quá nhiều, việc cấp dưỡng khó khăn, bị Lưu Tú đuổi đến Ngụy Quận Quán Đào tàn quân của Đồng Mã Quân, sau đó cùng với quân của Cao Hồ đến Văn Tấn Tăng Viện. Hai cánh quân hợp lại với nhau cũng khó địch được nhuệ khí của Hán quân. Cuối cùng ở Bồ Dương, Đồng Mã Quân không còn đường trốn chạy, toàn quân đầu hàng, thề chết hiếu trung với Tiêu Vương, thề chết hiếu trung với Tiêu Vương. Tiêu Vương, Tiêu Vương tính tình độ lượng, rất được lòng dân. Bây giờ các tướng sĩ đều đầu hàng tướng quân không dưới 10 vạn, đúng là phúc của nhà Hán chúng ta. Bây giờ trong Hán quân của ta không còn sợ không có binh không có tướng tốt nữa rồi. Tiêu Vương uy võ, chúng tôi nguyện đi theo Tiêu Vương, đi theo Tiêu Vương, đi theo Tiêu Vương. Đa tạ các vị tướng sĩ, mọi người vất vả rồi. Các vị, mọi người mong muốn được phân đến dưới trướng của vị tướng quân nào, chúng thần muốn được đi theo đại thủ tướng quân. Đi theo đại thủ tướng quân, đi theo đại thủ tướng quân, đại thủ tướng quân. Bởi vì mỗi một lần phân chia binh sĩ, Công Tôn đều đứng ở mãi bên gốc cây, không tranh giành với mọi người. Bởi vậy mới có tên là đại thủ tướng quân. Phương tướng quân đối xử với tướng sĩ khoan hậu, chúng thần nguyện đi theo đại thủ tướng quân. Đi theo đại thủ tướng quân, đi theo đại thủ tướng quân. Phong Ngô Hán làm đại tướng quân, ban cho 2 vạn binh. Phong Vương Bá làm phó tướng, ban cho 8.000 binh. Phong Diêu Kỳ làm phó tướng, ban cho 8.000 binh. Lâu rồi không nghe Công Tôn thổi sáo, vẫn du dương như vậy khiến lòng người u sầu. Chủ công quá khen, lâu rồi không thổi đã không thạo nữa rồi. Thế nhưng ta nghe trong tiếng sáo có nỗi nhớ của huynh. Đang nhớ đến Đinh Nhu à? Ta cũng thường nhớ đến lúc ta và Lệ Qua vừa thành thân, những ngày bốn người chúng ta ở cùng nhau. Lúc đó Quynh còn thường đích thân xuống bếp nấu cơm cho bọn ta nữa. Nhưng giờ bọn họ đang ở trong tay Lưu Quyền, không biết là khi nào mới có thể gặp lại. Công Tôn, chuyện hôm nay Quynh có trách ta không? Hà Bắc mới ổn định, chủ công vẫn phải nhờ vào Ngô Hán Cảnh Yểm để được sự ủng hộ của dân chúng mai sau, làm yên lòng dân. Lại thêm Đinh Nhu đang ở trong tay Lưu Quyền, ta không tiện ra mặt để đối phó với địch. Sự sắp xếp ngày hôm nay là hợp tình hợp lý, xin chủ công đừng bận tâm.
Công Tôn và ta đúng là tri kỷ. Tình tri kỷ này không liên quan đến quyền vị. Công Tôn, tin ta, tương lai Quynh nhất định sẽ có ngày đạt được kế hoạch lớn. Chủ Tôn thông minh lương thiện, tiếng lành đồn xa giờ cũng không còn là một tướng soái thống lĩnh vài ba quân nữa rồi, mà là đã thống trị một quần thần ngang với người trong thiên hạ. Mặc dù Chủ Tôn chưa xưng đế, nhưng quần thần và bá tánh đã một lòng thuần phục, còn đặc biệt đặt cho Công Tôn một danh hiệu nữa. Danh hiệu gì? Đồng Mã Đế. Hay cho một đồng mã đế. Sau khi chỉnh đốn lại, binh lực dưới trướng Tiêu Vương đã đạt đến hơn con số 10 vạn, có cường quân trong tay, phe cánh càng thêm đông. Sau khi diệt trừ được nạn thổ phỉ ở Đồng Mã, hắn dẫn quân xuống phía nam nhằm vào Xạ Khuyển ở trong Hà Bắc mà đánh. Thanh Độc, Thượng Giang, Đại Đồng, Thiết Lĩnh, Ngũ Phan, hơn 10 vạn nông dân quân, tuyệt đối là không được để cho Lưu Tú có được binh lực của những lưu dân này. Nếu không, thế lực của hắn càng ngày càng mạnh. Truyền ý chỉ của ta, lệnh cho Tạ Cung dẫn binh giúp đỡ Tiêu Vương, tìm cơ hội bằng bất cứ giá nào thủ tiêu Lưu Tú. Bệ hạ, thần tự xin tại phòng tuyến Lạc Dương Hà Bắc cùng Vũ Âm Dương Lý Giật trấn thủ Hà Bắc, phòng ngừa Lưu Tú qua sông có thể phái người khác đi mà. Ái khanh vì sao lại phải đích thân đi? Trong triều Triệu Mãnh và Lục Lâm tranh quyền đoạt lợi, không thể phái ai nữa, chỉ có thể để thần đích thân đi. Lục Lâm từ đâu đa phần đều có là quen biết với khanh từ trước, khanh có muốn dây dưa đến có phải không? Cũng được, khanh đi Lạc Dương đi. Bệ hạ, bảo trọng. Đến Lưu Tú cũng có thể có quân đội của riêng mình, trẫm cũng có thể. Trẫm phải làm sao mới có được binh tướng của chính mình đây? Lệ Qua, nàng gả cho ta được không? Gả cho Lưu Tú ta. Tam ca, vết thương của nàng vừa khỏi, đừng để bị lạnh. Tay nàng lạnh vậy? Đang nhớ Lưu Tú sao? Sao nàng cứ còn nhớ đến hắn? Mũi không đau lòng sao? Mũi với chàng ấy sớm đã không còn quan hệ gì. Lúc chàng ấy lấy cô ta rồi. Vậy tốt, quên hắn đi. Ở cùng với trẫm đi. Những gì hắn không thể cho nàng, trẫm có thể cho. Nếu như thiếp muốn giang sơn của người, người cũng có thể cho sao? Nếu nàng thật sự muốn thì cứ lấy đi. Đồ phế vật này thiếp lấy còn có tác dụng gì? Giang sơn đối với thiếp có nghĩa lý gì? Nàng vì một tên Lưu Tú mà quên đi chí hướng của chính mình, quên đi kỳ vọng của mẹ nàng. Lệ Qua, giúp ta, chúng ta cùng thực hiện kỳ vọng của mẹ nàng được không?
ra ngoài hết. Muội muội, nghe nói gần đây bệ hạ ít tới trường thu điện. Ai sẽ thích một phi tử lúc nào cũng buồn bực không vui chứ? Hơn nữa bệ hạ có ba người con rồi, đương nhiên sẽ không thương yêu đứa con mới qua đời của ta. Muội nói gì vậy chứ? Muội vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội có thể sinh con tiếp được nữa. Tỷ tỷ không phải trải qua chuyện như vậy, sao lại có thể hiểu được việc mất đi đứa con đối với người phụ nữ mà nói đau khổ đến nhường nào chứ? Cứ chìm đắm mãi trong đau khổ, khi khiến cho những người thân của mình đau lòng, kẻ thù vui vẻ. Cách tốt nhất để có thể báo thù được cho con của muội chính là phải vượt dậy được, đợi cơ hội. Cơ hội? E là ta không còn có cơ hội như vậy nữa. Bệ hạ đã chán ghét ta rồi. Hơn nữa, người bệ hạ thích chẳng phải là tỷ tỷ sao? Muội đã hiểu lầm rồi. Bệ hạ không hề thích ta. Ngài ấy chỉ muốn lợi dụng ta thôi, để lôi kéo âm gia mà thôi. Tỷ tỷ không cần giải thích với ta. Tỷ tỷ là người như thế nào ta rất rõ. Cho nên bệ hạ động lòng với tỷ, ta không hề thấy kỳ lạ. Giữa ta và bệ hạ không hề có tình cảm nam nữ. Muội biết không, bệ hạ và mẫu thân của ta là sư tổ, cũng là đồng bào. Ngày ấy không muốn tiếp tục là một hoàng đế bù dịch bị người khác khống chế nữa. Nhưng bây giờ chủ lực của triều đình vẫn là đầu não của Lục Lâm Quân. Ngày xưa ngày ấy cần một người có thể tín nhiệm được, giống như là mẫu thân của ta. Một chiến hữu có thể cùng ngày ấy vào sinh ra tử. Bởi vì mẫu thân của ta, nên ngày ấy phải có được sự ủng hộ của ta và âm gia cùng ngày ấy kề vai sát cánh. Nhưng người là hoàng thượng, sao người có thể đơn thương độc mã được? Hơn nữa không phải vẫn còn có cha ta sao? Muội muội, muội thật sự không biết sao? Cha muội chia bè kéo cánh bài trừ những kẻ đối lập. Vậy ta thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Ta thật sự muốn giúp người, nhưng mà ta không biết nên làm thế nào. Nào, muội xem muội bây giờ đi, tiều tụy đến mức độ này rồi, muội không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh ngài ấy, để ngài ấy biết được ngài có thê tử, có người thân, có người quan tâm. Như vậy là đủ rồi. Bệ hạ, tiện thiếp nhớ Nhung Lý Nhi cả đêm không ngủ được. Bây giờ âm cơ muội muội sức khỏe suy nhược, nếu như vẫn để cho Lý Nhi ở bên cạnh, không những không chăm sóc mà còn ảnh hưởng tới sự phục hồi sức khỏe của âm cơ. Thần thiếp cầu xin bệ hạ khai ân, trả Lý Nhi về bên cạnh tiện thiếp. Tiện thiếp nhất định sẽ dạy dỗ Lý Nhi cho tốt, tuyệt đối không để cho bệ hạ phải phiền lòng. Xin phụ hoàng khai ân để cho đệ đệ về bên cạnh mẫu thân.
Đệ hạ. Hai người để trẫm suy nghĩ một lúc đã. Bệ hạ. Bệ hạ, Triệu phu nhân có chuyện muốn mời bệ hạ di giá tới Trường Thu Điện. Bệ hạ, bệ hạ. Triệu Cơ. Trọng Chi. Triệu Cơ. Bệ hạ. Sao nàng lại biết thứ này? Ai dạy nàng? Là âm tỷ tỷ dạy thiếp. Nàng ấy dạy nàng thứ này để làm gì? Xin bệ hạ thứ tội. Là thiếp ép âm tỷ tỷ dạy thiếp. Bởi vì thiếp không muốn nhìn thấy bệ hạ không vui. Cho nên chỉ cần có thể hóa giải phiền muộn trong lòng bệ hạ, cho dù là làm thế thân của người ta, thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Trẫm không cần nàng múa kiếm, cũng không cần làm thế thân. Xin một đứa con nữa cho trẫm đi. Âm Lệ Hoa, cô trả con trai cho ta. Trả con trai cho ta. Bệ hạ giao Lý Nhi cho ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với nó. Bất cứ ai cũng không thể đưa nó đi. Con trai ta sao không thể gặp chứ? Ngươi có mặt mũi nào mà tới chiếm con trai của ta? Cô nhiều lần muốn hại thai nhi trong bụng Triệu Cơ, cuối cùng vẫn để cho cô thực hiện được. Cô giết hại con trai của người khác, nếu Lý Nhi biết cô là mẫu thân thì nó sẽ nghĩ cô như thế nào? Bệ hạ nhìn thấu dụng ý của cô, sợ Lý Nhi bị cô dạy hư nên mới giao cho ta dạy dỗ. Ta hận Triệu Cơ, ta hận cô. Cô ta chiếm vị trí của ta, cô cướp con trai của ta. Hai kẻ ác phụ giả tạo các cô, ta hận không thể khiến cho các cô chết ngay lập tức. Thật sự là do mẹ hại tiểu đệ đệ trong bụng của Triệu phu nhân sao? Lý Nhi, không phải mẹ. Không phải mẹ. Sao mẹ lại làm chuyện này chứ? Mẹ lừa bọn họ thôi. Lý Nhi, mẹ nhớ con lắm. Chúng ta đi đi, con về với mẹ. Đi, không. Không, Lý Nhi, con không đi với mẹ, con sợ lắm. Âm Đại Qua, cô trả con lại cho ta. Đừng như vậy mà, cô dọa đứa bé đấy, cô trả lại cho ta. Hàng Cơ, cô vốn dĩ không xứng làm mẫu thân. Ta để cho Lý Nhi rời xa cô là đúng thôi. Cầu Nhi cũng không thể tiếp tục ở lại bên cô nữa. Không, bệ hạ, cầu xin người. Đừng đưa cầu Nhi đi, đừng đưa cầu Nhi đi. Trả con lại cho thiếp, đừng để Lý Nhi rời xa thiếp. Trả con lại cho thiếp, bệ hạ. Bệ hạ không hay rồi, quân binh xích ly chia hai đường áp sát Trường An. Quân xích ly áp sát Trường An, Dương Khuôn dẫn quân ngăn chặn. Quân Hán Canh Thủy và quân xích ly chiến đấu kịch liệt không tương đương, Trường An nguy cấp. Nếu quân xích ly đánh phá, hậu quả khôn lường. Lệ Hoa đang ở Trường An, thần xin tự ra tay chinh Quan Trung, giải dây Trường An, giải cứu Âm Cơ. Cũng được, để quân đi cứu Lệ Hoa. Ta cũng yên tâm. Vậy để Trọng Qua dẫn binh về phía Tây, nhân lúc Canh Thủy Lục Lâm loạn lạc cướp lấy Quan Trung, Ngô Hán phát binh 10 quận U Châu, Công Tôn dẫn quân qua phía Nam, đọ sức với Chu Vĩ Lý Dật đóng giữ phương tuyến Đạt Dương Hà Nội.
ta đưa quân lên phía Bắc chinh thảo quân Vu Lai, bình định Quan Đông. Rõ, rõ. Đặng Vũ dẫn 20,000 tinh binh từ cửa cơ thâm nhập vào quận Hà Đông. Lúc này đang dẫn binh từ An ấp đến. Chẳng phải nàng với Tiêu Vương là thần, chỉ cần trẫm không áp bức đe dọa, Lưu Tú sẽ không mưu phản sao? Bệ hạ xin bớt giận. Giờ Xích Mi áp sát Trường An, Đặng tướng quân đưa binh Tây chinh không phải như bệ hạ nghĩ, là ý đồ không hay nhân cơ hội làm loạn. Bệ hạ sao không biết? Đây không phải là thầy của Cần Vương do Tiêu Dương phái tới. Cần Dương à, trẫm thấy hắn muốn cướp ngôi vua này đây. Xin bệ hạ suy xét. Không cần đến trẫm suy xét. Cho dù trẫm đồng ý tin tưởng hắn, e rằng có một số người cũng không dung cho hắn. Lưu Tú đang tự đào mộ chôn thân. Nói là quân Du Lai đã lui theo dòng nước. Ngoài ra đồng thời sai người đi gửi tin tức cho quân Du Lai, để cho họ mai phục giữa đường, giết chết Lưu Tú. Thủ hạ nghe lệnh. Không xong rồi. Giang ta cảnh giới có mai phục. Có mai phục, mau rút thôi. Về Tây Lộ xin cứu viện. Phóng tiễn. Rút. Chúa công, bà cung sách mã đi rồi. Hắn chắc chắn là cố ý đưa tin sai, để chúng ta tiến vào mai phục. Các huynh đệ đi theo ta. Giết, giết. Chúa công mau đi đi. Chúa công. Chúa công. Chúa công. Mau phái thêm người bảo vệ chúa công. Chúa công, rút.
Chúa Hữu, đi. Bắt lấy Lưu Tú. Đây là chữ Lý trong Lý Nhi. Con xem, Lý Nhi biết viết tên mình rồi. Lý Nhi giỏi lắm. Lý Nhi cũng ở đây à? Phụ Quang. Chữ Lý Nhi viết ngày càng đẹp. Lý Nhi đi tìm Đinh Cô Cô chơi đi. Được ạ, à. Nào. Cẩn thận chút nhé. Chơi vui nhé. Có chuyện gì mà bệ hạ vui vậy? Công Tôn Thục tự xưng vương ở Thục Trung, không cam tâm, chí xưng vương cuối cùng không kềm chế nổi, tự xưng thiên tử, quốc hiệu thành gia. Công Tôn Thục xưng đế, bệ hạ lẽ nào là không tức giận sao? Công Tôn Thục không đáng để lo, nhưng tin trẫm vừa nghe mới đáng để vui đây. Là tin tức gì? Tiêu Vương thân chinh, truy kích loạn quân ở Thuận Thủy Bắc Ngạn, bị gặp mai phục. Tiêu Vương nhảy xuống vực, chết rồi. Người nói dối. Người đang nói dối đúng không? Quả nhiên nàng vẫn để tâm đến hắn. Dù có thế nào chàng cũng là phu quân của ta. Hắn chết rồi. Ta không hề nói dối. Hắn đã chết thật rồi. Người nói dối. Ta không tin. Ta không tin. Sở dĩ trẫm vui như vậy là vì Tiêu Vương Lưu Tú đã chết thật rồi. Trẫm là chân mệnh thiên tử, được thần bảo vệ. Tam ca. Chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp cũng sẽ chết, không được gạt thiếp. Chàng sống thiếp sống.
Lê Hoa. Lê Hoa. Mùi muốn khóc thì cứ khóc đi. Cứ đè nén trong lòng thế này, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Ta tưởng rằng ta có thể bảo vệ được chàng. Ta tưởng rằng ta ép dạ cầu toàn, có thể đổi lấy một đời bình an của chàng. Ta là vợ chàng. Một người vợ có thể từ bỏ mạng sống vì chàng, bảo vệ chu toàn cho chàng. Nhưng bây giờ ta lại không thể ở bên cạnh chàng. Cách nhau ngàn dặm, chàng đã lặng lẽ đi rồi. Ta lại bị giam ở dịch đình. Chúng ta từng nói, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Ta phải đi theo chàng ấy. Ta không cho phép. Trẫm không cho nàng chết. Trẫm muốn nàng phải sống thật tốt. Chuyện thiếp đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Thánh công, hãy bảo trọng. Nếu nàng chết, trẫm diệt cả tộc Âm Thị. Người dám, trẫm là thiên tử, nói được làm được. Nàng cứ thử xem, trẫm có dám không? Nghe nói Tiêu Dương rơi xuống vực rồi, có phải thật không? Sao? Tiêu Dương chết rồi à? Nghe nói là Tiêu Dương bị dồn đến bên bờ vực, rơi xuống vực bỏ nạn rồi. Tiêu Dương ở hiền gặp lành, không biết chừng đại nạn không chết, cũng không phải là không thể. Đi, nhanh lên, quỳ xuống. Các huynh đệ, chính là tên phản đồ này ngấm ngầm cấu kết quân địch, dụ quân ta vào vòng mai phục của địch, khiến cho tướng sĩ của quân ta chết thảm. Tiêu Dương sống chết hay chưa, tội này phải giết. Hay, giết hay lắm, giết hay lắm, trả thù cho Tiêu Dương. Các huynh đệ, chúng ta cho dù có phải liều cái mạng này, cũng phải bảo vệ vùng đất mà Tiêu Dương khó khăn lắm mới giành được. Rõ, rõ. Đứng yên xem kìa, ở dưới sông có người, không lẽ là Lưu Tú? Các huynh đệ, lão đại nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đi xuống đi xem sao. Đi, đi. Quả đúng là Lưu Tú. Các huynh đệ, giết hắn. Có người. Tiêu Vương, cũng may lần này chỉ hết vía một phen, đúng là khiến cho chúng thần toát mồ hôi lạnh. Tử Nhan, lần này may nhờ Khanh, Lâm Nguy không quản loạn, ổn định đồng quân, đúng là phong thái của đại tướng. Ân cứu mạng của Khanh Tú khắc ghi trong lòng, Tiêu Vương có thể bình an trở về là tốt rồi. Nhưng Mặc Cướng có lời này không biết là có nên nói hay không. Cứ việc nói thẳng, lần này Tiêu Vương gặp nguy, lòng quân quảng loạn, người thừa kế rất quan trọng. Nếu Tiêu Dương có một người con thì có thể yên lòng chúng tướng. May mà con rể gặp dữ hóa lành, thoát hiểm trở về. Để nhạc mẫu đại nhân phải lo rồi, ta thì không sao.
Có điều con bé sang đồng này, sau khi nghe tin con ngã xuống vực, xém chút nó đã chết vì con đấy. Nếu không nhờ anh Lạc kịp thời phát hiện thì chỉ e con còn chưa chết, nó đã chết vì con trước rồi. Con bé này vì con rể đã chết tận mấy lần rồi. Vậy là thế nào? Con rể không biết thật sao? Lần trước lúc nó đi xin ca ca ta ra bên cứu con, đã uống thuốc độc đem cái chết ra để bức ép. Chỉ tiếc là Chân Định Vương quá nhẫn tâm. Hy vọng của ta là mong phu thê hai người được mỹ mãn. Sang Đồng là một đứa bé lương thiện, có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng không chịu nói ra, cho nên con tuyệt đối đừng phụ lòng nó. Bách tính Hà Bắc chúng ta và toàn thể tướng sĩ đều đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu con rể Hà Bắc này đây. Con đừng hiểu lầm. Ý ta là bọn họ đều mong được thấy hai con sớm sinh quý tử, hưởng niềm vui con cái. Còn ta cũng sẽ được hưởng niềm vui sinh dày. Lời dạy của nhạc mẫu đại nhân lưu tú khắc ghi trong lòng. Ta chỉ có một trai một gái. Nếu con đã lấy con gái của ta thì đã là người một nhà, không cần phải câu nệ.迎风绽放，万古。